Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Tỏi Lý Sơn, năm trong 11 đặc sản của Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á. Tại Quảng Ngãi, hàng loạt heo nuôi chết bất thường sau tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi. Bộ Công Thương khẳng định không thiếu nguồn cung xăng dầu từ nay tới cuối năm. Triệt phá thành công một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kính thưa quý vị, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố 11 món ăn đặc sản thiên nhiên, đặc sản quà tặng của Việt Nam, xác lập kỷ lục châu Á. Tỏi Lý Sơn, loại nông sản được ví là vàng trắng, có mặt trong danh sách này. Tỏi là đặc sản nổi tiếng của vùng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được người dân Lý Sơn trồng trên nền thổ nhưỡng đặc biệt, cùng kinh nghiệm lâu đời của bà con, nên mang lại hương vị rất riêng, khác hẳn với tỏi được trồng ở nơi khác. Tỏi vùng này được trồng trên đất đỏ của núi lửa pha trộn với các mịn ven biển. Tỏi Lý Sơn có mùi thơm dễ chịu, vị dịu ngọt, ít cay và nồng như các loại tỏi thông thường, dùng để làm gia vị cho các món ăn hoặc có thể ăn sống. Tỏi là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu chủ yếu cho nông dân trên đảo. Vụ tỏi Lý Sơn thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng Giêng âm lịch năm sau, với diện tích ước 325 ha mỗi vụ. Cùng với tỏi Lý Sơn được bình chọn lần này trong hạng mục đặc sản thiên nhiên, còn có vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim Tiền Giang. Sau khi hàng trăm con heo bị chết do tiêm vaccine dịch tả châu Phi tại Bình Định và Phú Yên, thì nay sự việc này đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Hàng loạt heo nuôi của nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh này cũng đã bị chết bất thường sau khi được cán bộ thú y tiêm vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Bốn xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Thọ và Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh có heo bị phản ứng với vaccine và chết hàng loạt. Con heo tôi là 6 con, chết vô 3-4 ngày sau là bắt đầu nó phát ra bệnh. Tôi kêu thú y táo chết điều trị coi như vậy là mấy ngày đó, nhưng mà cuối cùng nó không bớt, bây giờ là nó chết. Đây là lọ vaccine được cán bộ thú y địa phương mua với giá 950.000 đồng để tiêm cho heo. Mỗi lọ có 25 liều tiêm. Hiện nay chi cục cũng có văn bản 94 gửi các huyện là chúng ta không nên tiêm vaccine dịch tả châu Phi cho trên đàn lợn với tình hình hiện nay, chờ thông báo mới. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu gửi cơ quan thú y vùng 4 xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu người dân và chính quyền địa phương phải tiêu hủy toàn bộ số heo chết. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu công ty sản xuất vaccine Navet ASFVAC làm việc với địa phương để có hướng xử lý sự cố và hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi. Thông tin heo nuôi tại Bình Định, Quảng Ngãi chết sau khi chích vaccine khiến người chăn nuôi ở Đồng Nai lo lắng, bởi đây là địa phương có đàn heo lớn nhất cả nước. Ngày 26 tháng 8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có doanh nghiệp trang trại chăn nuôi đăng ký mua và sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Ngành nông nghiệp Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp sản xuất vaccine phải có trách nhiệm khi xảy ra sự cố sau khi tiêm vaccine phòng dịch. Trường hợp vật nuôi phản ứng với vaccine thì công ty Navetco sẽ hỗ trợ 100% chi phí thiệt hại. Chỉ khi đáp ứng được những điều này, địa phương mới dùng vaccine. Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa thông báo công trình đường dây điện vượt biển từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Mục tiêu nhằm hoàn thành đóng điện vào giữa tháng 9 2022. Công trình có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, khởi công vào tháng 3 năm 2019. Tổng chiều dài hơn 80,4 km, đường dây 220 kV với 169 vị trí trụ. Trong đó có 117 vị trí trụ vượt biển trên không. Đặc biệt, công trình hoàn toàn do các nhà thầu trong nước thực hiện, đội ngũ kỹ thuật công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công, quản lý, xây dựng. Ngoài ra, vật liệu xây dựng chính của công trình đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước, chịu được môi trường muối biển. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang tiếp tục làm việc với người dân để hỗ trợ bàn giao mặt bằng hành lang. Tiến độ chung toàn bộ công trình đến nay đã hoàn thành trên 95%, dự kiến sẽ đóng điện vận hành giữa tháng 9 năm nay nhằm đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho Phú Quốc. Liên quan đến những tin đồn thất thiệt thời gian qua về lý do dẫn đến thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước, ngày 26 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước từ nay tới cuối năm luôn được đảm bảo. Dù thế giới có khó khăn, có đứt gãy nguồn cung đến đâu, thì chúng ta cũng sẽ bằng mọi cách để bảo đảm cái nguồn cung là không thiếu.
Tôi mở ngoặc nói thêm là hai nhà máy bảo đảm trong quý 4 sẽ cung đến 80% nhu cầu cả nước. Như vậy là chỉ còn có 20%, tương đương với cái mức nó khoảng 400-450.000 khối là phải nhập thôi. Cái lượng đấy là quá bình thường, chúng ta vẫn nhập từ xưa đến nay. Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, nguồn cung của thế giới đang dồi dào, nguồn cung trong nước lúc này cũng không thiếu nên không thể đứt gãy nguồn cung. Điều này cũng được các đơn vị thuộc Bộ Công Thương khẳng định bằng các dẫn chứng. Những tin đồn thất thiệt xuất hiện trong những ngày gần đây, đặc biệt sau khi một số doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu bị các đoàn thanh tra thuộc Bộ Công Thương buộc tạm đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu. Nông nghiệp sinh thái gắn với các mô hình du lịch canh nông đã phát huy tối đa lợi thế của một địa phương vừa có thế mạnh về nông nghiệp, vừa có thế mạnh về phát triển du lịch như Lâm Đồng. Mô hình gắn kết này đã cho ra đời những nông sản chất lượng cao, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho người sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp sinh thái. Mô hình du lịch canh nông này nó có hai lợi ích. Thứ nhất là quảng bá du lịch và thứ hai là quảng bá về nông sản của vùng miền của mình. Nguồn thu nó cũng có hai lợi nhuận luôn. Lợi nhuận là mình bán được nông sản và mình được thu thêm chi phí khi khách du lịch và tham quan. Đến với cái mô hình này thì em được trải nghiệm làm nông dân nếm thử tại vườn. Những loại phẩm này là nó an toàn, nó không có thuốc trừ sâu quá nhiều, là hợp với môi trường. Lâm Đồng hiện có 7 vùng được công nhận đạt tiêu chí vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái. Những khởi sắc trong sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp theo trong chương trình, nhóm 4 người tại Bình Định bị bắt tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Xe 7 chỗ tông trực diện giải phân cách giữa đường, tài xế tử vong. Phần thông tin an ninh trật tự sáng nay xin được bắt đầu với các thông tin đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Tại Lào Cai, việc dùng mạng xã hội để lôi kéo đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh này để sang nước thứ ba diễn ra âm thầm trong thời gian qua. Sau hơn một tháng điều tra, các đơn vị chức năng địa phương vừa triệt phá thành công một đường dây như vậy. Từ đầu tháng 7 năm 2022, đội an ninh công an thành phố Lào Cai đã phát hiện sự việc trên. Đến khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 8, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một xe ô tô màu đen di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện. Đối tượng điều khiển xe ô tô chống trả quyết liệt, đâm thẳng vào lực lượng chức năng khiến một số chiến sĩ bị thương. Tổ công tác đã khống chế phương tiện, bắt giữ thành công 5 đối tượng gồm 2 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc. Mở rộng điều tra, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm Vũ Trọng Hùng, Giang Sử Dính, Hoàng Văn Mạnh. Đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây này. Hiện các cơ quan đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng là thông tin liên quan, tại Đồng Tháp ngày 25 tháng 8, Công an tỉnh đã tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Nguyễn Xuân Ý, sinh năm 1987, người Hà Tĩnh, đã bị phát lệnh truy nã từ cuối năm 2020. Vào khoảng tháng 9 năm 2020, Ý sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tuyển người đi Thái Lan. Sau khi có người đăng ký, kẻ môi giới đưa họ từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Tân Hồng, rồi giao họ cho Lê Văn Trọng, ngụ địa phương đưa họ ra nước ngoài. Trọng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Tân Hồng kết án 6 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài vào tháng 3 năm 2021. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ý đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia và Thái Lan. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Ý. Tổng cộng trong hai lần tổ chức, Ý đã đưa 8 người có ý định qua Thái Lan tìm việc làm. Sau khi được gia đình vận động, anh đã về nước để đầu thú. Hùng hợp kinh doanh rồi nảy sinh lòng tham chiếm đoạt tài sản của người khác. Võ Thị Hồng Liên, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh vừa bị Công an tỉnh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2019, Liên có hùn vốn kinh doanh với bà Nguyễn Thị Truyền, 53 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đặt tại nhà bà Liên ở thị trấn Mỹ Long. Theo thỏa thuận, mỗi bên hùn vốn ban đầu là 500 triệu đồng. Lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau. Đến tháng 5 năm 2020, Liên bị chuyện đưa công ty lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng. Sau khi xong, sẽ chuyển trả lại bà Truyền.
Sau đó không thấy Liên trả lại số tiền, biết bị lừa, bà Truyền gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, bà này từng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giả dạng công an để bắt giữ và hành hung người khác, đâu phải còn đánh lầm. Hành vi côn đồ của nhóm 4 người tại Bình Định khiến cả bọn đã bị bắt tạm giam. Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cầm đầu nhóm 4 người là Võ Văn Sang, sinh năm 1997. Trước đó, do có mâu thuẫn với băng của Trần Văn Nghĩa ở phường Trần Quang Diệu, nên Sang cùng với 3 đối tượng trên cầm theo 2 con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả đi tìm Nghĩa trả thù. Khi đến gần quảng trường thành phố Quy Nhơn, thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây, tưởng là nhóm của Nghĩa nên Sang lao đến, tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công họ. Sau đó, bắt 3 thanh niên trên đưa đến khu vực phường Nhân Bình và tiếp tục đánh đập. Hiện công an thành phố Quy Nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều qua, khoảng hơn 16 giờ, các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Cái Bè hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh phải nhích từng chút một. Nguyên nhân của tình trạng ùn tắc kéo dài là do tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện. Theo người dân chứng kiến, tai nạn xuất phát từ một xe ô tô tải khi muốn tránh chướng ngại vật phía trước nên giảm tốc để né. Cùng thời điểm này, một xe ô tô tải khác đang lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới va chạm vào xe tải phía trước. Tiếp đó, xe đầu kéo kéo theo rơ móc tiếp tục từ phía sau va chạm vào, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn. Sau tai nạn, xe tải bê tông đầu tiên không muốn truy cứu nên đã rời bỏ khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát giao thông Trung Lương kịp thời có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tối qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741 đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách cứng giữa đường. Tài xế đã không gặp may. Người điều khiển phương tiện gặp nạn là Tô Văn Sơn, 69 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Khi đó, phương tiện lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú. Đến đoạn qua xã Thuận Lợi, chiếc xe bất ngờ mất lái tông thẳng vào giải phân cách cứng giữa đường. Cú tông quá mạnh khiến xe hơi bị giăng ngược trở lại, đầu xe nát bét. Phần bên tài xế bị biến dạng gần như hoàn toàn. Tài xế Sơn tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Tiếp theo trong chương trình, Moderna đã đệ đơn kiện Pfizer và BioNTech vì đã sao chép các công nghệ của mình trong bào chế vaccine COVID-19. Khô hạn làm phát lộ nhiều thứ tưởng chừng như đã biến mất, một cây cầu cổ tại Anh và mảnh vỡ của một chiếc máy bay mất tích. Trở lại chương trình, kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, Moderna đã đệ đơn kiện Pfizer và BioNTech cáo buộc các công ty này đã sao chép các công nghệ của mình trong vaccine COVID-19. Đơn kiện được Moderna nộp lên các tòa án ở Massachusetts, Mỹ và Düsseldorf, Đức, nơi đặt trụ sở của BioNTech. Tuyên bố của Moderna cho biết, Pfizer và BioNTech đã vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ vaccine mRNA của Moderna giai đoạn 2010-2016. Hiện Pfizer từ chối bình luận về vấn đề này, còn BioNTech cũng chưa lên tiếng. Trong năm 2020, Moderna cho biết không yêu cầu tiền bản quyền với bằng sáng chế nhằm giúp các công ty khác phát triển vaccine, đặc biệt là cho các nước thu nhập trung bình và thấp. Nhưng đến tháng 3 năm 2022, Moderna lại bày tỏ kỳ vọng các nhà sản xuất không có trụ sở hoặc không sản xuất tại các nước thu nhập trung bình và thấp phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Moderna. Pfizer và BioNTech đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế. Vào tháng 7, công ty CureVac của Đức cũng đã nộp đơn kiện BioNTech, dù khi đó BioNTech tuyên bố công nghệ họ sử dụng là tự nghiên cứu. Ngày 26 tháng 8, một chiếc phà tại Philippines đang chở 82 người đã bốc cháy. Các đội cứu hộ đã giải cứu được 73 người và hiện vẫn đang tìm kiếm 9 người còn lại. Đây là chiếc phà mang tên MV Asia Philippines, đang đi từ cảng Calapan ở tỉnh Oriental Mindiri đến cảng Pantagas ở phía nam thủ đô Manila. Trên phà có 48 hành khách và 34 người trong thủy thủ đoàn. Khi còn cách chỗ neo đậu tại cảng hơn 1 km thì phà bốc cháy. Hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và một tàu khác đã đến hiện trường để cứu hộ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy.
Các tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do bão, tàu thuyền chở quá tải, bảo dưỡng kém và thiếu tuân thủ các quy định an toàn, đặc biệt là tại các vùng xa xôi. Hạn hán nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Pháp, biến đổi khí hậu khiến cho các nhà sản xuất rượu champagne phải thu hoạch nho sớm hơn so với những năm trước. Nắng nóng và hạn hán đang gây ra nhiều vụ cháy rừng và hạn chế việc sử dụng nước trên khắp nước Pháp. Tuy nhiên, nhiệt độ cao hơn còn khiến nho mau chín hơn bình thường. Theo một nhà sản xuất rượu champagne, nho cần phải được thu hoạch trước khi chúng trở nên quá chín và quá ngọt. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Ngày bắt đầu thu hoạch của chúng tôi là thời điểm rất quan trọng, không chỉ có nho mà nhiều loại nông sản khác cũng vậy. Mùa thu hoạch năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần tại hầu hết những vùng trồng nho của nước Pháp. Xu hướng này được cho là sẽ kéo dài trong những năm tới. Các nhà sản xuất rượu nho đang phải tìm cách thích nghi với mùa hè nóng bức hơn do biến đổi khí hậu. Bước đầu là thay đổi thời gian thu hoạch và sau đó có thể thay đổi cả kỹ thuật trồng nho và chế biến rượu. Nhưng hạn hán cũng làm phát lộ nhiều thứ tưởng chừng như đã biến mất và lãng quên. Tại Vương quốc Anh, đợt nắng nóng đã làm hồ chứa nước Patin gần như cạn trơ đáy, qua đó lộ diện một cây cầu cổ. Trong khi đó, sông băng trên dãy núi Alps tan nhanh cũng đã hé lộ nhiều mảnh vỡ của một chiếc máy bay từng mất tích trên dãy núi này vào cuối những năm 1960. Vào năm 1968, một chiếc máy bay cỡ nhỏ thuộc dòng Piper Cherokee đã rơi xuống sông băng Alext. Các mảnh vỡ chưa bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, sau 50 năm, vào tháng 8 mới đây, nhà leo núi Dominic Nolan đã phát hiện những mảnh vỡ này. Sông băng Alext ở bang Valais của Thụy Sĩ là một trong những sông băng lớn nhất trên dãy núi Alps với diện tích khoảng 81,7 km2. Tuy nhiên, nơi này đang tan với mức độ chưa từng có tiền lệ do trái đất nóng lên. Sự việc lộ diện cây cầu cũ tại hồ Baiting vì nắng nóng cũng đã thu hút du khách hiếu kỳ. Chúng tôi đang đi nghỉ tại khu vực này. Tôi đọc một bài báo trên Daily Telegraph về hồ chứa Baiting và một cây cầu cũ đã xuất hiện trở lại do hồ chứa thiếu nước. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng mình hãy đến xem và đi dạo trên đó. Trước đây, cây cầu là lối đi dành cho ngựa. Xã Baiting bị ngập nước khi hồ chứa này được xây dựng vào năm 1950. Với người dân địa phương, đây là hiện tượng độc đáo vì hiếm khi xảy ra. Bang California, Mỹ sẽ thử nghiệm một dự án bao phủ kênh rạch với những tấm pin năng lượng mặt trời. Nếu được mở rộng, nghiên cứu này sẽ tiết kiệm gần 240 triệu mét khối nước, đủ để cung cấp cho 2 triệu người và tưới tiêu hơn 20.000 hecta diện tích đất. Dự án Nessus dự kiến sẽ được triển khai vào giữa tháng 10 năm 2022 do chính quyền bang California tài trợ. Công trình sẽ động thổ tại hai địa điểm, một đoạn dài 150 mét thuộc con kênh ở thị trấn Hickman và một đoạn dài 1.600 mét ở thành phố Ceres gần đó. Kế hoạch mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm nước, tiết kiệm quỹ đất, hạn chế cỏ dại mọc trên mặt nước và làm tăng hiệu quả sử dụng của những tấm pin mặt trời vì nước hấp thụ nhiệt chậm hơn so với mặt đất. Đây là dự án đầu tiên ở Mỹ dựa trên một dự án tương tự ở bang Gujarat phía Tây Ấn Độ. Bang California có mạng lưới kênh rạch với tổng chiều dài lên đến 6.400 mét. Nếu lắp đặt các tấm pin mặt trời trên khắp 4.000 con kênh, chúng tôi ước tính có thể sản xuất 13 gigawatt điện, bằng một nửa nhu cầu của bang California nhằm đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo và sản xuất điện từ những nguồn không thải khí carbonic trước năm 2030. Nếu thử nghiệm thành công, nhà chức trách sẽ xem xét mở rộng dự án ra toàn bang California. Một trong những liên hoan phim quốc tế lâu đời và lớn nhất thế giới sắp diễn ra. Để chào đón liên hoan phim quốc tế Venice sắp khai mạc, một rạp chiếu phim nổi đã được dựng lên mang đến cho nhiều người trải nghiệm mới lạ. Ngồi trên những chiếc thuyền chèo và thuyền máy, người dân địa phương và khách du lịch vừa được thưởng thức các bộ phim, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Venice khi hoàng hôn buông xuống ở hòn đảo Giudecca. Thành phố Venice nổi tiếng với hệ thống kênh đào, kiến trúc lịch sử và nghệ thuật, còn là địa điểm tổ chức liên hoan phim quốc tế. Sự kiện lần thứ 79 sẽ kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9. Liên hoan quân nhạc quốc tế Taft Bhatkaya mới đây đã khai mạc tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Sự kiện thường niên bao gồm màn diễu hành của các ban nhạc quân đội đến từ nhiều nước như Ấn Độ, Armenia, Belarus, Ai Cập, Thái Lan và Venezuela. Năm nay đánh dấu 15 năm liên hoan quân nhạc quốc tế Nga Taft Bhatkaya được tổ chức, nhưng số lượng quốc gia tham dự ít hơn so với những năm trước. Các màn trình diễn sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 9.
Trở lại với các tin văn hóa trong nước, kính thưa quý vị, tranh tường nghệ thuật với công nghệ tương tác thực tế ảo Augmented Reality, thực tế tăng cường đã lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Các tác phẩm được giới thiệu tại quận 7 và quận 1 kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Bức tranh tường tại Vivo City quận 7 có tên gọi Dạ Minh Hoang Dã, còn tác phẩm khác trên đường Mai Thị Lụ là Dạ Minh Hoang Dã. Người xem có thể chiêm ngưỡng những chú tê tê cuộn tròn lăn ra từ bụi cây, chú hổ dũng mãnh nhưng đơn độc, hay mẹ con nhà voi to lớn đang vui đùa thông qua một số thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh. Hôm nay tình cờ mình đi qua đây thì mình thấy bức tranh này rất là đẹp và sinh động, nên mình muốn chụp một vài bức ảnh và đăng lên mạng để lan tỏa cảm hứng này cho các bạn, để các bạn bảo vệ môi trường và lan tỏa nó đi xa hơn nữa. Sự kiện do một đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tổ chức phi lợi nhuận cứu trợ hoang dã YS phối hợp thực hiện. Được biết, tranh tường nằm trong dự án nghệ thuật đường phố với tên gọi Đường về hoang dã. Việt Nam là nước thứ hai được YS chọn để thực hiện. Trong phần tin thể thao hôm nay, chi bảng Europa League, Man United, Arsenal hay AS Roma được dự đoán sẽ giành vé vào chơi vòng sau. Vòng 3 Serie A, Inter Milan có chuyến làm khách khó khăn trước Lazio. Chương trình 60 giây hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay, phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 lúc 18:30. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.